phát hiện loài cua cổ đại trông như nhân vật hoạt hình bị lỗi. Loài cua có kích thước bỏ túi này mới được phát hiện và có tên là Calichimaera perplexa. Chúng đã rong ruổi trên biển từ cách đây 95 triệu năm. Việc phát hiện ra Calichimaera đang buộc các nhà khoa học phải suy nghĩ lại về loài cua. Một nhà cổ sinh vật học tại Đại học Yale và Đại học Alberta đã phát hiện ra Calichimaera. Tuy nhiên, loài giáp xác này khiến nhà nghiên cứu rất bối rối. Trong cuộc phỏng vấn, nhà cổ sinh vật học này đã mô tả loài cua rất khác so với họ hàng hiện đại của chúng tên của loài cua này kalikimaera perplexa xuất phát từ một sinh vật thần thoại hy lạp có bộ phận cơ thể cướp từ các động vật khác nhau kalikimaera có lớp vỏ đẹp như của một con tôm hùm đôi chân dẹp như mái chèo và đôi mắt to đáng yêu như của thú nhồi bông đôi mắt của nó thực sự rất to đến nỗi nếu con người có cùng tỷ lệ mắt và cơ thể như vậy đôi mắt của chúng ta sẽ có kích thước bằng trái bóng đá Cơ thể của con cua có kích thước bằng một phần tư đồng xu và được trang bị những cái móng vuốt giống cờ lê. Sống trong thời kỳ giữa kỳ phấn trắng, Calikimaera đã quanh quẩn ở vùng Colombia, Bắc Phi và Hoa Kỳ từ thời khủng long cai trị trái đất. Các nhà nghiên cứu tin rằng loài giáp xác này có thể là chìa khóa để tìm hiểu rõ hơn về cách thức hình thành và tiến hóa của loài cua hiện nay. Ai biết được, ngoài việc giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về hơn 7.000 loài cua đang sinh sống trên thế giới, Kalikimaera có thể còn là khởi đầu cho phần tiếp theo của bộ phim công viên kỳ jura